Trong cái bài thầy yêu cầu các bạn làm, trong cái bài yêu cầu các bạn làm đối với lại cái đề của chúng ta khá là đơn giản. Nhập vào hai số AB tính tổng hiệu tích thương. Như vậy hai số này của chúng ta thì nó có hai dạng. Một là chúng ta sẽ khai báo ở dạng số nguyên. Như vậy chúng ta khai báo là buổi 2 bài 1. Đó, ví dụ như vậy. Thì đối với lại một cái bucket khi mà một cái class mà khi chúng ta tạo mới á thì nó không có hàm main. Các bạn sẽ gõ vô M A I N nhấn phím tab thì nó sẽ sinh ra cho mình một cái hàm main. Và trong này các bạn cần có hai số, thì hai số A và B thì bình thường chúng ta sẽ khai báo A và B là kiểu nguyên, hoặc là bạn có thể khai báo kiểu double tùy. Như vậy thì chúng ta khai báo A và B nguyên. Vậy thì nếu như chúng ta có A nguyên B nguyên thì tổng nó là kiểu nguyên, hiệu là nguyên, là nguyên. Nhưng thương thì sao? À, thương thì double. Đó, tổng hiệu tích thương. Được chưa? Rồi. Và chúng ta sẽ có hai số A và B được nhập từ bàn phím. Muốn nhập từ bàn phím, chúng ta phải scan. Có một số bạn gõ chữ scan nhưng không import, nó bị lỗi. Chú ý chỗ này giúp thầy nhắc lại lần nữa ha. Và scan thì cấu trúc của nó sẽ là bằng new scan system chấm in. Đó là cấu trúc của khai báo cái lớp scanner. Và chúng ta sẽ có là nhập A, và chúng ta bỏ cái ln này đi, green line bỏ đi. Rồi chúng ta sẽ có A bằng scan chấm net net in. Tương tự như vậy mình sẽ có một cái lệnh nhập B và B bằng. Mình viết cùng một dòng lệnh vậy được không? Cho nó gọn ha. Mình viết cùng một lệnh vậy cho nó gọn, dễ nhìn. Rồi xuống dòng mình sẽ có tổng sẽ bằng gì? A cộng B, khá là đơn giản. Hiệu bằng A trừ B hoặc là B trừ A tùy mình. Tích bằng A nhân B. Thương, chú ý chỗ này giúp thầy, bằng A chia B. Nếu trong trường hợp mà B khác không thì phép tính của chúng ta đúng. Nếu trong trường hợp B bằng không, phép tính xảy ra lỗi. Thì tạm thời tại thời điểm này mình chưa kiểm tra thì coi như B khác không. Khi mình học lệnh if xong thì mình phải kiểm tra. Nếu B bằng không thì thông báo lỗi. Được chưa? Tại thời điểm này mình sẽ xuất ra. Xuất ra. Mình dùng printf đi cho nó quen. Tổng 2 chấm phần chấm d. Ví dụ mình ghi là a 2 chấm phần trăm d. Xuyệt n b 2 chấm phần trăm d xuyệt n tổng xuyệt n hiệu 2 chấm phần trăm d xuyệt n tích 2 chấm phần trăm d xuyệt n thương
2 chấm phần trăm F xiệt N luôn. Và bên này chúng ta sẽ xuất A xuất B xuất tổng phẩy xuất hiệu phẩy tích phẩy thương. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ xuất hết tất cả các cái mà chúng ta cần. Tổng hiệu tích thương. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ thực thi cái file này. Có bạn bấm vô cái dấu xanh này chạy. Hôm trước thầy có nói rằng nếu như các bạn bấm dấu xanh thì nó chạy cái file mà để mặc định cái package mặc định của project. Còn nếu các bạn chạy cái file là bài 2, buổi 2, bài 1 thì các bạn phải click chuột phải chọn ring file. Rồi, nhập A, chúng ta nhập 7, 9, A là 7, B là 9, tổng 16, hiệu, tích, thương, chuyện gì xảy ra? Sao thương bằng 0? Tại sao thương bằng 0? Bây giờ, các bạn học ở cái phần mà nhập môn lập trình, đúng không? Cũng có trường hợp này. Tại vì cái bài nhập môn lập trình đó, nếu như các bạn khai A và B là kiểu plot thì nó không có trường hợp này xảy ra. Nhưng mà kiểu nguyên thì có. Vậy tình trạng này chúng ta gọi là ép kiểu tự động. Ép kiểu tự động. Rồi bây giờ chúng ta chạy lại, chúng ta sẽ thấy một chút vấn đề khác. Ví dụ A mình nhập bằng 20, B mình nhập bằng 6. Chỗ này bằng 3. 20 chia 6 bằng 3. Lý do là 3,6 đúng không? Nhưng mà nó lấy phần nguyên thôi. Chỗ này ép kiểu tự động. Vậy thì một là mình sẽ sử dụng ép kiểu bắt buộc chỗ này. Thử coi nào. Nếu như các bạn đưa vô đây theo như bình thường, ép kiểu bắt buộc, xem nó có ra được hay không. Ép kiểu vô 20,6. Được chưa? Ép kiểu, mình ép nó phải chia ra dạng double và lấy cái double đó gán qua bên kia. Còn nếu không thì A nguyên, B nguyên, nó tự động nó lấy kết quả số nguyên, nó gán cho thương. Mặc dầu thương của chúng ta kiểu double nhưng bản thân cái kết quả A chia B này nó là nguyên. Bởi vì A nguyên, B nguyên, tự động nó ép kiểu thành kết quả là số nguyên. Nhưng mình đưa phía trước có chữ double thì nó lấy kết quả double cho mình. Hoặc là A bạn nhân với 1.0. Thử coi nào. Ví dụ ở đây chúng ta chọn 20, B bằng 3. A là số nguyên. Nhân 1 là số nguyên. Nhưng mình nhân mấy? 1.0. Thành ra nó là 20.0 chứ không phải là 20. Mà 20.0 là số thực, không phải là số nguyên. Mà trong này có số thực thì kết quả là số thực, không cần ép nữa. Như vậy các bạn đọc tài liệu, đôi khi là người ta ép kiểu, đôi khi người ta nhân cho 1.0.
thì nó đều kết quả giống nhau và đều có mục đích giống nhau. Được không? Còn nếu như A và B đều khai báo double thì bài toán này không có gì để bàn cả. Như vậy chúng ta đang học về phần ép kiểu luôn. Được không nào? Rồi, như vậy bài toán của chúng ta khá là đơn giản.